Sau 2 năm triển khai, chương trình Tích Tem Đổi Quà thực hiện độc quyền tại các hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op đã nhận được sự đánh giá cao của khách hàng. Chỉ cần bù thêm một khoản tiền nhỏ và dựa trên số tem tích lũy theo hóa đơn mua sắm hàng ngày, quý khán giả sẽ sở hữu ngay những bộ quà tặng sang trọng được thiết kế dành riêng cho khách hàng của Sài Gòn Co-op. Năm nay, chương trình Tích Tem Đổi Quà sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 21 tháng 3. Chương trình dành riêng cho khách hàng sở hữu thẻ thành viên các cấp độ tại hệ thống Co-op Max, Co-op Extra, Co-op Food, Co-op Smile, HTV Co-op và cửa hàng tiện lợi Chi. Theo đó, với mỗi hóa đơn trị giá 200.000 đồng, quý khán giả sẽ được tặng một tem đổi quà là bộ 7 sản phẩm nồi chảo, dụng cụ nhà bếp độc quyền từ thương hiệu Pháp. Bên cạnh tem giấy, quý khán giả cũng có thể tích lũy tem điện tử thông qua ứng dụng Tích Tem tải về điện thoại di động